Con chào cô ạ. Hello Khánh. Good morning. Thằng có nghe thấy giọng Good cô morning, không? Thằng có nghe thấy giọng cô teacher. Có, ủa sao mặt cô hơi đỏ thì phải? Mặt cô hơi đỏ do cái ăn sáng, tại vì hôm nay cô không có ngồi ở ngoài, cho nên là đang ngồi ở trong phòng, cho nên là ăn sáng trong phòng nó không được tốt lắm. Vâng ạ. Thấy giọng cô có gì lạ không? Không ạ, vẫn Thế thế. à? Vẫn thế à? Tưởng là có khác lạ chứ, tại vì cô mới bị viêm họng nè. Mới bị viêm họng cho nên là giọng hơi khác. Rồi. Ok, dạo này Khánh đã rảnh hơn chưa? Thi xong hết chưa? Xong hết rồi ạ. Xong hết rồi hả? Vậy Xong là rảnh, rảnh hơn rồi đúng không? 6 tuần trước con vừa xong xong. Rồi, vậy thì bây giờ là hàng tuần thì cô có thể gửi bài cho Khánh làm được chưa nhỉ? Được rồi đúng không? Rồi vậy thì cô gửi bài nào Khánh nhớ làm bài đấy cho cô nhé. Đừng có quên như mấy lần mà cô hối nghe chưa? Đừng có quên. Dạ, mấy hôm đấy bận kinh khủng khiếp. Cô cũng biết là Khánh bận cho nên là mới kiểu du di cho mấy lần đó. Nhưng mà sắp tới là đã bảo là hết bận rồi thì nhớ cố gắng làm. Cái bài đấy của cô con phải tranh thủ viết trong giờ ra chơi giờ học. Cái kia bài tập nhiều quá, không kịp ạ. Rồi. Cái bài đó thì cô cũng đã xem qua rồi và cô thấy là Khánh đang làm khá là ẩu, bởi vì cái bài đã yêu cầu là mình làm trong thì quá khứ đơn nhưng mà đa số là Khánh không có, Khánh quên mất không đưa về thì quá khứ đơn nữa chưa. Ủa vậy Về à? về về xem lại đi, cô đã nhắc là đưa về thì quá khứ đơn nhưng mà Khánh quên nhiều lắm. Rồi. Bây giờ mình từ từ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái chương mới. Chương này là chương số 2 để cho mình sẽ bắt đầu chương số 2 và mở đầu cho chương số 2 là bài 2A. Rồi với bài 2A này thì mình sẽ học về chủ đề adventure. Rồi adventure là gì Khánh ơi? What Con is thưa adventure? cô, adventure là phiêu Ok, phiêu lưu đúng không? Rồi. À, bây giờ Khánh học với cô ấy thì Khánh tắt cái Google dịch đi nhá. Cô vẫn biết là Khánh xài Google dịch nhưng mà bây giờ cô muốn Khánh tắt đi. Rồi cô không muốn la lưu ạ. mắng gì hết, cô chỉ muốn là Khánh tắt đi thôi. Nếu như mà Khánh không biết thì Khánh cứ Con nói tắt cô. rồi. Đấy Tắt nha. lâu rồi. Rồi, cô vẫn Cái biết chữ là adventure này gì? Ai chẳng biết là phiêu lưu cô. rồi, phiêu lưu mạo hiểm ha. Rồi, vẫn biết là tốt. Ok, bây giờ mình qua với phần từ vựng tiếp theo. Rồi nhắc đến phiêu lưu mạo hiểm thì mình sẽ nhắc đến cái việc Easy là mình đi đến những cái nơi như thế nào, những cái nơi nguy hiểm đúng không? tối Hoặc là này. những cái nơi như thế nào, chữ đầu tiên con đọc như thế nào, đọc cho cô coi coi. Dark là Dark, tối ạ. chính xác, dark. Rồi tiếp theo. Còn deep là sâu ạ. Sâu, chính xác, rất giỏi. Rồi tiếp theo mình có chữ Icy là icy là sao? băng à, Lạnh. là lạnh. Kiểu Lạnh. là con chẳng biết diễn tả nào cô ạ. Cực kỳ À, lạnh. nếu như mà con bảo là cold thì lạnh thì cô còn đồng ý, còn icy ấy thì thực ra là ví dụ như là con cầm cái vật gì lên mà bề mặt của nó được bao phủ bởi băng giá thì con sẽ gọi nó Kỳ là lạnh. icy, được chưa? Rồi gọi là cực kỳ lạnh cũng được không sao. Rồi vậy còn chữ tiếp theo con đọc như thế nào? Dưới icy. Narrow là chắc là cái hẹp hẹp ấy cô, kiểu mấy Hẹp cái đúng đường rồi. đi kiểu men trên núi ấy cô. Ừ, đúng rồi, chính xác. Đọc lại cho cô chữ hẹp đi, narrow. Narrow. Đúng rồi, narrow ha. Rồi, đó là chữ hẹp. Tiếp theo mình có gì đấy? Ô nói con nghĩ con cái từ tiếp theo con chịu ạ. Rocky chắc là đá gì đó, nhiều đá chăng? Ví dụ, đúng rồi, nhiều đá là đúng rồi đó. Ví dụ như mình có chữ rock là đá đúng không? Thêm đuôi y dài vào thì thành tính từ. Tức là cái nơi đó đang có nhiều đá hoặc là Đá cái bề mặt nó làm lởm sao? Cái bề mặt đá lởm chởm. Đúng rồi, chính xác, rocky. Rồi, chữ tiếp theo con biết không nè? shallow là cạn cạn Shallow. kiểu nói này cạn đấy cô. Đúng rồi, con có thể nói là vùng nước nông hoặc là nói theo cái kiểu là ví dụ như con đi biển ấy, thì cả khu vực gần bờ ấy, nó sẽ là cái khu vực shallow đúng không? Còn cái khu vực mà xa bờ sẽ là cái khu vực deep. Đó. Rồi, chữ tiếp theo. Steep. Sở tiếp là mấy cái chỗ kiểu ở trên núi kiểu nó dốc dốc cái cô, dốc Đúng đứng. rồi, dốc thẳng đứng rồi, ok, biết hết rồi ha. Rồi, đọc lại từ đầu đến cuối các từ trên màn hình cho cô, từ đầu tiên. Dark, Đúng, tiếp. deep, Rồi, giỏi, tiếp. icy, Rồi, tiếp luôn. narrow, Đúng rồi, tiếp theo. rocky, Rồi, tiếp luôn.
Sa là sa đúng rồi, tiếp. Steep. Đúng rồi, chính xác. Rồi mình đi thôi. Ơ sao cái chữ steep này giống steep trong Minecraft thật sự quá. Thì cái thì Minecraft cũng là game tiếng Anh thì nó sử dụng một số từ tiếng Anh là đúng rồi mà, đúng không? S T E V E của con đây là steep. À, rồi, S T E V E đó là tên mà con, steep đó là tên mà. Vâng. Wow, thật là mạo hiểm quá đi. Hôm qua con vừa xem một con cá sấu húc thẳng một thuyền, lật cả thuyền. May là cái ông đấy ấy được chứ không là. Chúc mừng bạn một bước lên thiên đường, xuống miệng một miếng chịu. Hoặc có thể nó là cụ đi chân lạnh toét cũng được. Wow, từ từ. Rồi, cô Steve, con ngó ngó Steve ở dưới đó là cái tên. Wow. À, con nghĩ là con biết. Rồi. May quá, hôm qua con vừa nghe thấy cái cụ từ kayaking này trong Không Giới Hạn, kênh động vật số 1 Việt Nam. Working chắc là A ạ. Ok, hiking working là chắc A. Là từ, cái này nó che hết rồi. Cô lại để con suy nghĩ tí đã. Rồi, bây giờ con chưa biết hiking là cái gì thì con thử những cái từ khác xem đâu sao. Con biết hiking chứ cô. Đi là, đi hả? Hiking đi bộ mà. Đường kiểu chắc là đi bộ dài dài kiểu đi khám phá gì đó cô. Hiking chắc là đi cô ạ. Hiking B đúng rồi, hiking này con kêu rock là đi bộ đường dài để khám phá là chưa chính xác nha. Cái hiking này mình nói thẳng ra là leo núi nhưng mà không có phải là leo lên cái đường mà leo vách đá như vậy. Leo núi của cái hiking này là con đi theo cái đường mòn để con lên núi đi chưa? Còn leo theo kiểu xe là leo vách đá. Hình như cái này nó theo thứ tự thì phải. Cave diving là đi ạ. Ok đúng rồi, cave diving là đi. Đi ạ. Rồi ok. Quá. Hên quá, nó theo thứ tự đúng không? Easy. Hay quá, nó theo thứ tự rất là easy. Rồi đúng rồi, kayaking chính là y. Rồi, vậy thì bây giờ giả sử như con được quyền chọn một cái hoạt động để con thực hiện thì con sẽ chọn cái nào? If you can choose one activity. Cave diving ạ. Okay, you choose cave diving. Why? Why? Because I like swimming and diving under the water. Okay. And meet some shark. Oh, you want to see shark. Okay. Rồi cái cave diving này con hiểu hơi sai một tí xíu. Tức là ở dưới biển ấy, nó lâu lâu nó sẽ xuất hiện những cái hang. Ví dụ như là bình thường là nước đã sâu rồi đúng không? Bây giờ con sẽ gặp một cái hang mà nó còn dẫn con đến những cái lối nước mà nó còn sâu hơn bình thường. Đó chính là cave diving. Cái bình dưỡng khí mình hết phát. Ở đấy. Đấy. Vậy cho nên là cave diving thì thường sẽ không có shark ở trong đó. Cave diving thường sẽ có gì? Có những cái con động vật, có những con cá sống ở cái mực nước sâu hoặc là những cái loài động vật thích sống trong bóng tối. Và đặc biệt là maybe you will find some treasure. Maybe you can find some treasure. Xong mở diving. Ra. Boom. Bạn vừa được nhận một quả trứng rồng phách làm bằng nhựa. Really? Oh my god. What kind of treasure is nhưng that? Mà có thể trong hang mà con cá mập nó bơi vào ấy cô. Cũng có thể thôi. Cũng có nhưng mà cá mập thường nó không có thích cái bơi ngoài ạ. Không phải nó không thích cái vùng nước mà nó tối đến mức như vậy đâu, nó vẫn cần cái ta vẫn cần một chút ánh sáng để nhìn thấy, chứ còn trong cave diving là thường nó sẽ dẫn đến những nơi rất là tối và sâu, thấy mà ta phải mang đèn luôn không nè. Rồi. Có nhiều loại cá mập ấy. À có mấy loại cá mập ở dưới tít dãy Mariana. Có mấy con đấy thì đúng kiểu như cô không biết phải gọi là cá mập hay không, nó chỉ có họ hàng gần với cá mập thôi, tại vì đâu cá mập ma chẳng hạn. Vừa. Ok. Right. So Khánh, do you like hiking? Do you like hiking? Con có thích leo núi kiểu đường mòn đó không? I think normal thôi. Ok, mình có thể nói là I think hiking is normal. Con có thể nói câu đó được không? I think hiking is normal. I think hiking is normal. Normal. Ok, good job. Rồi, xong cái phần này rồi. Những cái hoạt động này mình cũng đã biết từ trước rồi ha. Cái chèo thuyền kayak này cũng khá thú vị này. Nhưng mà bởi vì cái thuyền kayak rất là nhỏ nên là nó rất là dễ lật. Right. I know.
Nên cái hôm trước mấy cái ông đấy bọn đang chèo thuyền ở ở cái sông nào ở Amazon thì một con cá sấu dài 2 mét cực kỳ hung dữ lao vào. May là chuyên nghiệp nên mới lật được thuyền lại, chứ không thì nếu con chèo thuyền chắc hôm nay con cá sấu đấy nó đã thành bữa ăn của con. Trời ơi, mình thì làm sao mà mình dám trèo ở những nơi nguy hiểm như Amazon được con. Mình chỉ là dám trèo ở khu vực chơi sân nhà thôi, chứ không dám trèo thì là sân xa như vậy Cầm đâu. súng phóng lựu ra cô ơi. Rồi, ok. Rồi, ở bây giờ cái bài này mình sẽ làm như sau. Bây giờ cô sẽ bật cho con cái đoạn băng, được chưa? Bật cho con cái đoạn băng, nó có khoảng 5 câu. Thì cứ mỗi một câu ấy thì con sẽ phải nghe coi là nó đang đọc tên những từ nào có trong cái danh sách này đây. Được chưa? Rồi cô có danh sách các God. cái từ vựng, ví dụ như là cave nè, cliff nè, desert nè, forest, rồi vân vân mây mây. Rồi từng cái đoạn băng một nó sẽ đọc một cái nói chung là từng cái đoạn văn một nó sẽ kể một câu chuyện, được chưa? Trong cái câu chuyện đấy đang đang nhắc, nó đang liệt kê các cái địa điểm nào, con cố gắng nghe ra cho cô. Nhưng mà trước Easy ạ, tiên đi. có thể dùng dấu tích để tích. Ok, đúng rồi, như vậy thì lẹ hơn. Hoặc là con có thể từ từ. Hoặc là con có thể xài cái dấu nào đấy mà nó có thể đổi màu được ấy. Thì như vậy thì mỗi lần mà đánh dấu tích của như câu nào thì cô biết được là con đang xài màu nào ấy, được chưa? Con sẽ xài màu xanh. Rồi, ok, tạm thời như vậy đi. Bây giờ mình tìm hiểu coi là trong cái danh sách này có từ nào con không biết không nè. Cave là chắc chắn là con biết, còn cái cliff thì sao Khánh? What about cliff? Cô bảo cái gì cơ cô? Do you understand the Clip đó cô. word cliff? Con Like nghĩ this là nó có liên quan tới cái đá đá. Hình one. Đúng, như chính là cái xác rồi. vách đá gì hay cái gì. Vách đá, chính xác rồi. Nào, cliff này là cái vách đá, được chưa? Vậy cơ Rồi, à? đúng Hóa ra rồi. là con vẫn đúng. Đúng rồi, con đúng. Rồi tiếp theo, chữ này con đọc là sao đấy? Đọc. Desert ạ. Đúng rồi, desert sẽ là Sa sờ sa mạc, rất giỏi. Rồi, forest là rừng ạ. rừng. Rồi tiếp theo mình có cái chữ hill này là gì đấy? Hill Hưu là, á cô. đúng rồi, hill Con là nhớ là con được học rồi. Hưu chắc là mấy cái gì thấp hơn ạ? núi, thì mình có gì thấp hơn Đồi núi? ạ. Đồi, chính xác, đúng rồi, hill là đồi đấy chứ. Right, mình có cliff là vách đá, desert là sa mạc, forest rừng, và hill là những cái quả đồi. Rồi mình có shore. Shore là gì con biết không? Cô. Ừ, đúng rồi, So shore. cái này con chị cô ạ. Nghe giống con sò thật. Shore thì con sẽ thường thấy nhiều nhất đó là ở những khu vực có biển. Đó, mình sẽ có bờ và có biển, đúng không? Vậy thì shore này Con chính là đoán bờ. nó sẽ là cái bờ. Đúng rồi, phần bờ rồi. Tiếp đến cái stream này thì nó sẽ nhỏ hơn con sông, và nước của nó chảy ra sông Suối thì ạ. suối, chính xác. Rồi mình có shore là bờ, stream là suối. Còn valley, valley cái này con biết không? Valley. Valley là mấy cái kiểu thác đúng không cô? No, chưa chính xác. Và con đọc lại cho cô valley, valley. Lì, Valley, lì. Valley, Valley, Chơi nghe giống nước valley. Bali. Valley nghĩa là mấy cái gì mà giữa cái núi, nó tên là Nó gọi, cái người gì đúng ta đúng. gọi là thung À thung lũng. lũng, Đúng rồi, thung lũng để chơi valley, thung lũng. I'm the god of the remember. Ok, rồi cái này dễ này, con đọc như thế nào? Volcano. Đúng rồi, volcano sẽ là The dinosaur was destroyed by volcano. Oh my đúng god. rồi, chính xác, the Bây giờ water dinosaur. farm mới là cái thác nước. Đúng rồi, No, waterfall này mới no, là thác no. nước này. Rồi, giỏi lắm. Bây giờ cô sẽ bật cái đoạn nghe đầu tiên để con nghe thử coi là người ta đang nhắc tên những cái địa danh nào nha. Cô đợi Rồi. con bật IQ Rồi, từ từ để cô cho Khánh kiểm tra xem Khánh có nghe được âm thanh không đấy nè. cực đã. Unit 2, Lesson 2A. Nghe được Rồi, rồi cô ơi. giỏi. Cô Bắt đã đầu tháo nha. tai nghe xong một tí đã, con lấy cái tai đã, nó đeo hơi lâu. Nghe bằng tai thường luôn à.
Rồi bây giờ trong lúc nghe thì chọn một cái filter là nó bình thường một chút xíu nha, để mình có thể tập trung nha, đừng có suốt ngày Đây nhìn là chế độ data đấy cô ơi. filter. Hàng nghìn vi mạch một lần. À đâu, hàng tỷ luôn, không phải hàng nghìn nữa. Rồi ok, mình đi tiếp nha. Chọn nào cho nó uốn éo thì. Rồi, tập trung là khả năng tập trung. Sẵn sàng chưa? Vâng. Focus, Sẵn ok. sàng rồi cô ơi. À cô đợi con bỏ cái tai nghe nhau một tí á. Tai con nó hơi đau. Vậy thì con có muốn bỏ luôn cái cắm mà bỏ luôn cái dây tai nghe đâu? Được rồi ạ. Ready, tập trung nha. I am Rồi, let's go. Exercise 2. A. Hey nè. There are two people on a bridge near a forest. There's a waterfall and some rocks below them. The bridge goes across a river. B. Rồi cô sẽ cho nghe lại để con bắt kịp nè. Bridge. What? Hình như People on a bridge không có trong này đúng không cô? bridge không có trong này, sẽ có một số từ nó không có, cho nên là con ráng nghe nha, lại một lần nữa nè. Con sẽ chọn câu 2, đoạn văn 2 là con sẽ chọn cái khác cô nha. Chọn đồ Ừ, đúng khác. rồi. Ok, bây giờ con nghe lại đoạn văn 1 nè, đoạn A. Vâng ạ. A. There are two people on a bridge near a forest. There's a waterfall and some rocks below them. The bridge goes across a river. B. Rồi, con đúng rồi, Rồi ok, ạ. bây giờ cô sẽ cho đáp án xem là cái đoạn đầu tiên là có những từ nào được nhắc Đảm bảo tên nha, đúng để luôn xem cô con ơi. có. Rồi, ok, forest, river, rocks và waterfall, rồi đúng 100%, rất tốt. Rồi, chỗ này thì con có thể bỏ cái tích màu xanh đi được rồi, để con là tích lại chữ chữ. Ê thôi cô ơi, con để thế nhìn cho nó nhiều nhiều. Hí hí hí. Rồi, ok, vậy thì sẵn sàng chưa? Mình sẽ qua đoạn B, con chọn cái khác chưa? Rồi ạ. Rồi, mình nghe nha. B. There is a man standing on some rocks at the top of a hill. He's looking out over a What? valley. C. Sẵn sàng. Con có chắc chưa? Con muốn nghe lại không? Có cô ơi. Hình như nãy con chưa kịp bấm ấy. Cảm giác thế. B. There is a man standing on some rocks at the top of a hill. He's looking out over a valley. Rồi, mình cùng kiểm tra nha. Chắc rồi cô. Hill, rocks và valley. Rồi, chính xác. Cái này đang mô tả cái bức hình số 2 này, bức hình B rất là chính xác này. Rồi, mình chuẩn bị nghe tiếp. Chọn được cái khác cho con. Chọn được cái khác Rồi cho cô con. ơi, con chọn hình sao. Rồi, tiếp nha. C. This man is climbing up a cliff. You can see the ocean and the rocks below. D. Rocks nhiều thế. Rồi, đáp án C, cliff, ocean và rocks. Rồi, như thế là cái từ đó là nổi tiếng, từ gọi như là được sử dụng khá nhiều ha. Rồi, mình chuẩn bị nghe đến câu D. Câu D sẽ là bức hình Con mà thích từ cave volcano nhất. Nó sẽ diver bùng is inside an underwater cave in the ocean. nổ. He's looking between the rocks. Lại rocks. Đùa. Mày Đúng nghiện rồi, rock à? cave, ocean và rocks. Vậy thì con nghĩ nghĩ thử coi là trong cái bức hình E này người ta có xài từ rocks không? Cô cứ mở tiếp đi coi. Đoán Con thử xem, không nên đoán tiên tri tiếp. Cái thử. này mà tiếp phát là quadruple Q là lại tiếp là cái gì nhỉ? Không chưa đọc Không. nhưng còn quên mất Và rồi. quadruple Q là kiểu như là nhân 4 đó, được chưa? Ví dụ như mình có double Q là nhân Con nhớ 2 là này. trong cái kia là nó cái gì mà legendary Q gì. Thôi học lại, tập trung, tập Rồi. sự trung. Rồi cái cuối cùng nhé. E. This person is in a small boat. It's a kayak. The kayak is on a lake near the shore. In the background, there are mountains. Unit 2. Rồi, ok, thì lake này, Hai cơ đây, shore hai và cơ mountain. đây. Rồi, lake, shore, mountain. Rồi, nghe rất là chính xác. Nghe dễ mà đúng không Khánh? Nghe dễ đúng không? Vâng. Rồi, good. Rồi, rồi, ngừng, 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 ngừng. Ngừng bán phép tình yêu nè con. Hết Thần Valentine tình rồi. yêu. Stop that.
Valentine is nhưng over. Mà đối với con thì Valentine là mãi mãi. Ngày lễ gì con thích đều mãi mãi hết cô. Ôi trời ơi, tại sao lại thích Valentine vậy? Tại sao lại muốn Valentine forever đâu vậy? Con đâu thích đâu. Vì có thể là con sẽ được ăn ké sô-cô-la. Ok, I see. Rồi. Rồi, vậy thì bây giờ mình qua phần tiếp theo. Nhắc lại là ở bài vừa rồi mình vừa nghe người ta đọc những cái mô tả để cho đọc những cái mô tả của cái bức hình. Rồi mình nghe những cái mô tả để mình khoanh vào các cái địa điểm và đặc biệt là các cái đặc điểm tự nhiên, đặc điểm thiên nhiên, ví dụ như là hang động, rừng cây, rồng vách đá gì đó. Rồi trong những cái bài mô tả của họ thì họ có nhắc đến những cái đặc điểm tự nhiên như vậy. Mình tập nghe để mình phân biệt. Rồi mình đi tiếp. Rồi. Check the meaning of the adjectives below. Find three pairs of opposite. Rồi. Con có nhớ chữ opposite là gì không? Cái tiêu đề, cái đề bài nó đang bắt mình làm cái gì nào Khánh à? Find three pairs of opposite. Con đoán opposite xem. Opposite nghĩa là gần giống ạ. No, opposite không phải là gần giống. Opposite nó như thế này cơ. Đó, vậy thì con thử đoán lại xem. Sát à? Sát không phải, sát. À, ví dụ như là nhà, có một ví dụ như là cô nhà, nhà cô bên này đường, nhà con bên kia đường thì sao thì gọi là gì? Đối diện ạ. Đối diện, chính xác. Vậy bây giờ mình sẽ phải tìm cặp, tìm ba cái cặp đối diện. Nhưng mà mấy cặp thì đây, cặp từ, mà từ thì mình không thể gọi là từ đối diện được, mình chỉ có từ trái nghĩa thôi. Thì cho trái nghĩa và đồng nghĩa thôi. Con quên mất, con nhầm cái từ gì. Rồi, vậy thì bây giờ Khán xóa cái hình đi, tập trung vào cho cô trên này. Đố biết đây là con gì. Con gà, chicken, it's a chicken. Con không, con gì đó, chẳng biết nữa, làm sao không biết là cô. Cô nhìn thấy giống con gà, cô nói thôi. Cô nhìn con nó thấy giống con gà thì cô nói thôi. Rồi, find three pairs of opposites. Mình sẽ tìm ba cái từ trái nghĩa cho cô. Rồi, không vẽ mày đến là Khánh này. Ok, ăn tết con làm sao? Cô thì con không vẽ. Con thật, con nói thật. Được rồi cô, bây giờ thì con dùng cái gì để đánh dấu cô nhỉ? Con dùng mấy cái, con có thể dùng kiểu như là nối, ví dụ như con vẽ từ này qua với từ này chẳng hạn, đó như vậy. À, hóa ra là thế luôn. Ừ, con có thể dùng như thế nào cũng được, con đánh dấu xem mà cô nhìn cô hiểu là được. Được rồi cô ơi. Con nghĩ ra cách rồi. Có khi con từ từ. Có khi này con cũng nghĩ ra rồi. Thôi, cô mở đi cô. Tìm ba cặp từ trái nghĩa cho cô, có phải tìm trước của cô mới mở chứ. À rồi, con hiểu rồi. Cô đã tìm nha. Đi, đi, đi. À, mình ghét bài đi, đi, đi. Xa lồ. Xa lồ, xa lồ. Nice. Ok, rồi. Rồi được một cặp, cặp thứ hai. À, hiểu hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Biết ngay mà. Ok, rồi được hai cặp và cặp cuối cùng. Nó đang ở đâu? So deep. I am so deep. Tiếp là dốc nha, nếu như mà trái nghĩa với dốc thì phải cái đường bề mặt nó như thế nào, bằng phẳng thẳng băng đúng không? Còn đây thì có cái nào bằng phẳng thẳng băng đâu? Lô đây ạ. Rồi, low và tall. Low mình không đọc là low nhé, mình đọc là low đấy. Low. Đọc theo cảm low. Low các bạn. Low không low. Đọc là low. Low 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 quá đi. Rồi cặp đầu tiên đọc là deep và shallow, đọc lại cho cô. Deep, 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 deep and shallow. Ok, từ thứ hai. Từ thứ hai là low và tall, đúng không nào? Đọc lại cho cô. Low đi. And tall. Không đọc là low mà đọc là low. Low và low tall. And tall. Low and tall, tall. Rồi. Và cuối cùng là narrow and wide. Narrow and wide. I'm so perfect. Okay, thank you. Đó là narrow and wide. Right, thanks. Okay, continue. I am genius. Chữ đó đọc là genius, nàng ơi. Genius. Genius. G
genius. Rồi, bây giờ con thử sử dụng những cái tính từ để trên những cái tính từ mà chỉ địa hình ở đây này nối với những cái danh từ chỉ địa hình ở đây, danh từ chỉ địa hình, tính từ chỉ địa hình. Theo quy tắc thì tính từ sẽ đứng trước danh từ đúng không? Vậy thì mình sẽ nối tính từ, mình để tính từ trước rồi sau đó chọn một cái danh từ phù hợp. Ở đây người ta làm ví dụ cho nào, đó là dark forest thì chơi là khu rừng tăm tối. Đó, hay là dark cave. Rồi cái hang nó tối tăm, dark valley. Đó, được chưa? Tức là người ta lấy một cái tính từ ở trong cái cột là tính từ này, người ta thử ghép xem với tất cả các cái địa hình, các cái danh từ chỉ địa hình này, người ta thấy cái nào hợp lý thì người ta đưa làm kết quả. Vậy bây giờ Khánh thử làm cho cô thử xem. Đúng lúc này con lại đang buồn mốt. Mốt nặng không phải mốt kia cô ạ. Thế là đi vệ sinh đó hả? Để con cố thật nhanh cô ạ, từ từ. Lúc này không nghĩ ra được cái từ gì nhỉ? Bây giờ người ta đã nối cái chữ dot rồi thì con thử nối cái chữ deep cho cô coi, nối chữ deep với rất nhiều cái danh từ ở trên này xem có được cái gì phù hợp không nào. Sâu nông cạn được ấy cô ạ. Sâu nông cạn không, cô đã bảo là nối danh từ với tính từ mà tại sao con lại nối danh tính từ với tính từ? Chấm hỏi Khán, giờ chị deep con có thể nối với danh từ nào nào? Con nghĩ ra rồi cô ơi. Con deep con nối với danh từ thô ạ. Thô, danh từ làm gì có thô trên này con xem lại cái danh từ ở trên này cho cô này. Con đùa tí thôi mà, nghe từ đấy nó đã không vần rồi. Ừ. Chưa? Ủa mấy từ trên đấy ạ? Đúng rồi, đấy không nghe cô giảng này. Cô đã bảo là phần trên là những cái danh từ mà chỉ địa hình. Địa hình hay là chỉ những cái đặc điểm của tự nhiên là hang động và núi đồi này các thứ nè. Ở dưới là những cái tính từ chỉ đặc điểm, mình chơi đặc điểm tính chất. Nối tính từ với danh từ bởi vì theo quy tắc tính từ sẽ đứng trước danh từ. Mà mình đang có tính từ chỉ đặc điểm dưới này, còn danh từ chỉ địa điểm thì ở phía trên. Đó, vậy thì đưa cái cụm đưa một từ ở dưới, đưa một từ ở trên. Cô đang ngọt. Con đã hiểu. Nãy giờ... Deep and Valley. Deep Valley. Deep Valley, một cái thung lũng rất là sâu. Đọc cho cô đàng hoàng, đọc lại Deep Valley. Deep Valley. Ok, tiếp. Một cái nào có thể Deep nữa. Deep có thể đi vào chữ nào nữa. Deep Ocean, biển sâu hoặc là đại dương sâu thẳm, chính xác. Rồi đọc cho cô Deep Ocean. Deep Ocean. Deep Icy Mountain, rất giỏi, đúng rồi, núi tuyết, núi băng, rồi Icy Mountain, đọc lại cho cô. Icy Mountain. Giỏi, ok, đó là cái núi băng, rồi tiếp theo luôn. Chữ lâu này, khó này. Narrow Mountain, không Narrow lâu. Mountain có thể sẽ không phù hợp lắm con, tại vì về bản chất ấy, cái narrow, cái núi nó đã rất là to, đã to hơn người mình rồi, đúng không? Về cái bề ngang của núi lúc nào nó không có cái đường mòn cay thật đấy. À thôi, để con là lâu trước. Lâu, con có chữ lâu không? Có chữ lâu không? Lâu mình đi con được với nghĩ, chữ nào? Cô để con nghĩ ra cô. Con nghĩ là được đấy cô ạ. Thực ra là từ tiếng sang tiếng Việt nó không vần đâu lắm. Cô cứ để từ từ để con ghép mấy cái từ này vào đã. Lâu là thấp nha, lâu là thấp. Tức là kiểu như là tính từ chân mình đi xuống thì gọi là lâu. Con biết một từ cực kỳ hay cô ạ. Đó là từ gì? Hôm trước con vừa mới đang xem tivi thì con nghe thấy lâu Sở Chí Minh cái gì ấy. Lâu Ban Đích cái gì ấy. I don't know that. À. Lâu gì? Rồi để cô thử mở đáp án xem là người ta đang giới thiệu từ lâu. Từ từ cô, con đang sắp mò ra được rồi. Sắp mò ra được rồi, trời đất ơi.
Rồi có một chữ từ lâu này có thể đi được với một chữ. Con đang chọn là low lake đó hả? Low cliff rồi, ok rất chính xác. Narrow, narrow, very narrow, narrow. Narrow hả? Low, Cô đang con xài cái từ là narrow cliff đi cho cô, tại vì cái chữ cliff đi với chữ low sẽ hợp lý hơn. Cái từ narrow này chật hẹp ấy cô. Thì cô biết mà. Cái vách đá nó phải hẹp hẹp tí chứ, chỉ cái vách À. đá rộng thanh thang. Rồi. Rộng thanh thang bước chân em đi về đây. Đây, để cô xé đi. À, không, cái vách đá nó sẽ không có rộng, con vách đá nó không có rộng. Vách đá nó chỉ có cao thôi, cao hoặc thấp thôi, đó là low cliff hoặc là high cliff, được chưa? Tưởng narrow là chật hẹp mà Đúng rồi, chật hẹp thì nó sẽ dành cô. cho cái gì như là cái chữ narrow valley thì đúng nè, cái thung lũng Ok, con nó nói chật luôn. hẹp rồi, hoặc là narrow còn có cái gì nữa, narrow cave, những cái hang rất là chật hẹp đúng không, đó narrow cave rồi. Ok, Rocky rock. rocky rocks, Ê, ok thì bãi gì, bãi đá rồi còn ok, bãi đá lởm chởm rồi, ok rocks mà có s này là bãi đá ha, bãi đá lởm chởm, ok. Rồi, shallow thì có chữ nào? cô để con nghĩ đã cô. Rocky là con có thể nối với mountain được luôn, là Rocky Mountain tức là núi đá lởm chởm, được chưa? Salo River được ấy cô. Shallow river, sông cạn hoặc là sông nông cũng được, tức là cái sông nó cái mực nước nó không lên quá đầu gối. Rồi. Steep waterfall. Steep waterfall không, steep không đi với Steep mountain. waterfall được. Steep đi với mountain được, steep đi với hill được, nhưng mà steep không đi với waterfall được. Chưa? Ôi, may quá cô đã gợi ý cho con. Đường rộng thanh thang, bước chân em đi về đồi. Ê, Rồi, từ từ. tall này mình có tall cliff nữa nè, để cho tall cliff, tall hill. Đó. Tho waterfall được không cô? A tall waterfall được cũng được, tại vì cái thác nước là vấn đề là nước nó đổ xuống mà. Đó. Rồi và còn wide, wide là rộng, thì con thấy cái nào là hợp lý nhất? Volcano. Rồi, right thì cô lại thấy là wide này là phù hợp cho cái valley thung lũng, người như là cái đường rộng này, hoặc là Xong rồi cô wide ơi. forest. Rồi cô ơi, con xong rồi ạ. À, nhìn cái bài này không biết nên nhìn đi đâu luôn đấy. Rồi, ok, cô xin lỗi nhưng mà cô phải xóa thôi, tại vì nhìn nó khá là rối mắt. Ở đây con thấy là đáp án nó đang gợi ý cho mình những từ sau. À, ví dụ như mình có deep thì là deep cave, cái hang rất là sâu. Deep ocean, đại dương sâu thẳm. Deep lake, rồi cái hồ nước mà nhiều nước thì gọi là sâu đúng không? Hồ sâu. Deep river, cái mực nước của con sông mà trên cái đầu gối của mình hoặc là kiểu như là trên người mình luôn ấy, thì mình gọi là deep river, là sông Để sâu. con chụp lại cô ạ. Hôm sau con lên lớp lỡ cô, lớp cô lại học với Judith này, con thành thần đồng luôn. Là đồng thiên tài, thiên tài. Rồi, để chưa chụp chưa? Rồi cô ơi. Rồi, con giới thiệu tiếp. Hồi nãy con có IC Mountain, cô rất là đồng ý với cái từ đấy mặc dù trong đáp án không gợi ý. IC là kiểu như là được phủ băng tuyết là được chưa? Vậy thì mình có IC Lake, đúng rồi, Mình cái thật là hồ. thông minh. Rồi, IC River và IC Stream, tất cả cái này đều chứa nước cả mà có phủ băng lên được nha. Rồi, ok, con đọc tất cả các đáp án còn lại, con có thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì đúng không? Vậy thì bây giờ con có muốn đi vệ sinh không và đi trong bao lâu? Hết luôn rồi cô ơi. Hết luôn rồi hả? Trời ơi, có thể hết Hết cơn. hết buồn đi vệ sinh nặng luôn. Ảo thật đấy. Ảo Nhưng thật mà đấy. con đi chắc là con đi tới hết giờ luôn quá. Rồi vậy thì mình cố gắng, mình còn 10 phút nữa thì cô sẽ cố gắng dạy bài 10 phút nữa, xong là con muốn đi đâu thì đi ha, nếu như có buồn lại. Rồi. À, bây giờ cô sẽ giới thiệu cho con một số từ mà con được dùng để chỉ vào cái địa hình đấy chưa? Một cái số từ con dùng để chỉ vào các cái hướng đi hoặc là các cái địa hình nó như thế nào. Đầu tiên, across, con có biết across là gì không? Được rồi cô ơi, con sẽ làm nó. Không. Nhưng mà sao đầu con này đơ quá. Không, cái này không phải là con không phải làm đâu, tức là con không phải đọc và làm, mà cái này con nghe và làm, cho nên là con tìm hiểu từ cho cô trước. Rồi, con có thấy hai cái Ui vạch giời, đỏ này không? con nghe nó đọc là con biết là nó đọc từ gì rồi. Rồi, con nhìn vào hai cái vạch đỏ cô vừa vẽ nè. Con nhìn vào hai cái vạch đỏ cô vừa vẽ. Rồi con đang nhìn đây cô. Rồi. Uầy, y vê cơ à cô. Không,
Cô đang bảo là cái vật đỏ này thì tức là ví dụ đây là cô nói đây là một cái con sông đúng không? Và cái vị trí của con thì ở cái chấm đỏ này. Rồi, con đang ở bờ A của cái bên con sông là bên bên tay phải này và con qua bên B là bờ bên tay trái. Vậy thì các hành động mà đi từ một bờ A sang bờ B của con sông thì đó là cái hành động mà across được chưa? Là bắc ngang. Được chưa? Là chèo ngang, bắc ngang. Thế cô để yên thì để đi cô để con nối cái across vào. À thôi, cô không cần phải, cô cứ để yên đi cô không cần phải gạch cái gì cả. Rồi, tiếp theo mình có chữ along. Thì con bây giờ cô lại lấy ví dụ đó là có hai cái chấm mà hai cái chấm này tượng trưng cho gì? Hai con thuyền. Con thấy là hai con thuyền là đang đi cùng về một hướng đúng không? Và cũng như là di chuyển ngang hàng với nhau thì gọi là đi dọc, cùng dọc nhau cái bờ đi sông đúng không cô? Đúng rồi, gọi là mình gọi là đi along, đi dọc dọc cái bờ sông, chính xác. Rồi, cô xóa cái hình vẽ vớ vẩn này đi. Rồi, behind là con biết rồi đúng không? Behind là biết rồi. Vậy còn beside con có biết chưa? Beside là gì Khánh? Beside nghĩa là gần giống behind nhưng nó lại là anh em họ nên nó sẽ là behind và beside. Behind nghĩa là ở đằng sau và beside nghĩa là con. Không biết đúng không? Bên cạnh anh trời đất ơi, tại sao lại nói là beside là anh em họ của behind, cái gì ông biết nữa. Rồi đàng hoàng như cô, behind là đằng sau, beside là bên cạnh. Rồi inside là gì Khánh? Inside là gì? Inside là ở trong. Ở trong rồi, vậy còn near là gì? Near là gần. Gần rồi, through là gì? Through là vượt qua con sông lớn. À, xong một cái ngón tay của cô sẽ đi qua từ bên từ đi qua bên này vượt luôn. Vượt qua cô. Xuyên qua, được chưa? Xuyên qua. Rồi. Và mình có under là phía dưới. Ngón tay con có siêu năng lực. Ngón tay cô đâu có siêu năng lực đâu. Ngón tay cô đâu có siêu năng lực. Rồi, và under là ở phía dưới ha. Rồi, kê vậy thì cô vừa mới giới thiệu cho con thêm một số từ nữa. Ví dụ như là across là băng qua. Rồi, có thể là băng qua con sông hoặc là băng qua đường. Đó. Along là kiểu như là đi dọc dọc đó. Và beside là bên cạnh. Rồi, những chữ còn lại thì con đã biết rồi. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ nghe người ta đọc 8 cái bài văn này và bây giờ mình sẽ tìm coi cái chỗ còn thiếu là gì được chưa? Bây giờ mình coi là những cái chỗ còn thiếu là gì. Rồi. Nó sẽ kết hợp một số cái từ có trong cái ô màu vàng này và những cái từ mình vừa mới tham khảo ở cái bài trước cho nên là cố gắng nghe cho cô. Rồi, mình nghe thử một câu mẫu nha. Lesson 2A, Exercises 5 and 6. Speaker 1. Bored with the beach? Hungry for adventure? Why not spend 7 days in a remote and beautiful landscape in Alaska? Kayak across icy lakes and shallow rivers. See eagles, bears, and other fascinating wildlife. Or just enjoy the amazing scenery on your journey through tall mountains and deep valleys. The view of the mountains as you kayak across the lake is unforgettable. Speaker 2. Rồi, bây giờ sẽ là cái người số 2 nha. Trước khi nghe người số 2 thì con đọc. Vừa rồi là người số 1. Đó là Thảo nào, người số 1 con cứ tưởng đọc con thấy chữ deep valley và mountain và journey. Rồi. Bây giờ đó là sao cái từ số 1 vừa mới đọc nha. Bây giờ speaker 2. Con để ý cho cô là your journey gì đấy là chấm 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 nè. Mountains and deep gì đó, được chưa? Con đoán là your journey inside cái gì mountain, okay. Và deep gì đó. Từ từ chết rồi. Từ từ và phải nghe lại rồi tại vì cái câu số cái speaker one này nó là của hai câu, sorry cô nhớ lộn rồi. Speaker one là của câu 1 và câu 2, speaker two là 3-4, speaker three là 5-6 và speaker four là 7-8. Sao nãy có cái từ deep valley cô không thấy cô? Từ từ tức là nó mới làm mẫu cho câu 1 thôi, nó không làm mẫu cho câu 2. Ghét thật chứ. Để nghe lại nhé. Nghe lại. 7 days in a remote and beautiful landscape in Alaska. Kayak across icy lakes and shallow rivers.
see eagles, bears, and other fascinating wildlife, or just enjoy the amazing scenery on your journey through tall mountains and deep valleys. Rồi, con nghe được cái gì mountain và cái gì deep? Tall mountain and deep valley. Rồi, tall mountain và deep valley. Vậy con có nghe được cái từ nào ở trong đây không? Có từ nào trước cái chữ này không? Từ gì? Cô ao ao cái gì? Con chẳng nghe rõ. Rồi, chỗ này sẽ là một cái từ nằm trong cái răn sắt cái ô màu vàng này ở đây. Thấy chưa? Rồi, mình đã có chữ across rồi thì across lại cho cô nè. Rồi, mình cần điền một chữ nữa để hoàn tất cái câu này. Và nó đang nằm trong cái đống màu vàng này. Còn tall mountains và deep valley con nghe đúng rồi. Được. Rồi, đáp án cho câu này chính là chữ through, tức là xuyên qua. Con đang đoán thế đi. Thấy không? Thật không? Tại sao không nói ra? Con đoán thì con đang bị vẽ cô. À, con đoán đây thì con phải nói cho cô luôn nhá, được chưa? Rồi, thế là xong cả người nói đầu tiên. Người nói thứ hai là sẽ nói câu 3 và 4. Xem trước câu 3 và 4 có gì cho cô nha. Explore cái gì nè? Explore inside. Rồi, ok. Và after 3 days, rồi cái gì the cave, the boat leaves, the steep, cái gì đó nè. Chuẩn bị nghe. The view of the mountains as you kayak across the lake is unforgettable. Rồi, từ chuẩn bị tới speaker 2. Speaker 2. Rồi, nghe nè. For experienced divers only, this holiday offers an amazing chance to explore the rocky caves along the coast of Mexico. You. Con nghe ra cái gì? Cave. Ok, along. Rồi. Chữ nó con đang điền sẽ là gì? Rock. Rocky cave. Rocky. Hóa ra lấy dần tắt bích ạ. À, trời ơi. Đúng rồi, Rocky Cave, chính xác ha, Rocky Cave và chữ tiếp theo là along, rồi, giỏi lắm. Rồi, easy. Rồi, tiếp theo nghe cái đoạn tiếp theo là của cái nửa còn lại của cái phần số 2 này. Day offers an amazing chance to explore the rocky caves along the coast of Mexico. You can only reach some of these areas by boat, a boat that will be your home for 5 days. After 3 days near the caves, the boat leaves the steep cliffs and heads for the ocean for 2 days. Rồi. Steep cliff, cô ơi. Rồi, steep cliff, ok, chính xác, gọi là ok. May là mấy cái giọng đọc này không ức chế như trên lớp. Đúng rồi. Bài thi trên lớp nghe, giọng đọc không ức chế. Rồi, cái băng nghe thôi trên... mấy cái ông khàn khàn. Đó, nghe cái băng nghe trên trường thì lúc nào cũng vậy cả, cô ghét nhất là nghe mấy cái băng trên trường, nó không có rõ và kiểu như là giống như là ai đang che mic của mấy ông lại, nghe chả được cái gì cả. Nghe cố tình thế để bọn con không học được mà, phải nói là mấy câu phải. A chance to see some of Mexico's amazing marine wildlife. Speaker 3. Rồi, chuẩn bị tới speaker 3 là của câu 5 và câu 6. Bây giờ mình sẽ coi là mình cần lưu ý những gì nào. Mình có là stand nè, Lake Pinatubo là tên cái hồ nha. Được rồi, stand là đứng nè. A lake, rồi chấm 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 xong a gì nữa. Rồi, để mình đây câu số 6 là cái gì đó xong một lake form. Rồi, tức là cái hồ gì đó được hình thành. Rồi, which soon became. Rồi, tức là cái hồ đó sớm trở thành cái gì. Được chưa? Mình nghe tiếp cho cô. On this 7-day walking holiday in the Philippines, you'll see mountains and valleys, lakes and forests. But the highlight of the week is the chance to stand beside Lake Pinatubo, a lake inside a volcano. Đó, con đang nghe thấy chữ gì? Đầu tiên là stand gì? Stand đi à cô? À, đúng rồi, stand near. Tiếp theo là a lake gì? Làm con lại quên cái từ cái gì volcano mất tiêu rồi. Rồi, nghe lại, không sao cả. Okay, in the Philippines, you'll see mountains and valleys, lakes and forests. But the highlight of the week is the chance to stand beside Lake Pinatubo, a lake inside a volcano. 30 years inside the volcano.
Rồi, ok, cái chữ đầu tiên mà con nghe near hồi nãy là hai cô cháu mình nghe lộn nào, phải là beside mới đúng ha, cái chữ beside con đang viết Con đúng rồi đang bị đó. chỉnh đây. Rồi, Have we ok, và now inside have và kids and volcano. boys? Rồi, chính xác. Rồi, bây giờ con nghe câu No, I left beside. Don't want that to be soccer. Ảo thật đấy. Rồi, chuẩn bị nghe câu 6 này. Ago, this lake didn't exist at all. But when Mount Pinatubo erupted in 1991, the top of the volcano blew off. A shallow lake formed, Wow. which soon became deep because of all the rain. Rồi, có hai chữ con nghe thấy là gì? Shallow và từ gì con đang để ý từ shallow thì con không nghe thấy. Rồi, ok, đằng sau từ shallow không nghe thấy đúng không? Nghe lại nè. Lake thì phải. Rồi, Không nghe nghe gì. tiếp nè, nghe lại nè. When Mount Pinatubo erupted in 1991, the top of the volcano blew off. A shallow lake formed, which soon became deep because of all the rain. Deep. Ok, rồi, chính xác ha. Mình có hai chữ đó là shallow và deep. Tức là đang nói là một cái hồ cạn được hình thành. Nhưng sau đó thì nó trở thành nó rất là một cái hồ rất là sâu bởi vì nước mưa tích tụ vào nó làm cái hồ sâu thêm. Rồi, và người nói cuối cùng là người nói câu số 4, nói câu số 7 và câu số 8. Kayak thì đây nè, rồi narrow river, rồi một cái đó the tree gì nữa nè. Rồi fine dog rồi gì 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 đó. Take a break from the tropic in this beautiful. Speaker 4. Speaker 4. Join forest trekkers on a Canadian adventure you'll never forget. We offer a two-week journey through the spectacular scenery of Canada. See the parts of the country that most tourists never reach. Kayak down narrow rivers under the trees, or walk across narrow wooden bridges. Find dark... Rồi. Nghe lại cho cô cái đoạn vừa rồi. Hắn nghe ra được chữ gì? Chuột của con nó bị mất cái vẽ gọn đi con. Rồi, xóa chữ cross đi cho cô nhé. Rồi, xóa chữ cross bởi vì đáp án không phải chữ cross đâu. Cô cho nghe lại. The scenery of Canada. See the parts of the country that most tourists never reach. Kayak down narrow rivers under the trees or walk across. Có chữ gì? Con nghe được chữ gì? Kayak chấm 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 narrow rivers. Ok, kayak down narrow rivers under the tree. Rồi. Rồi. Cô đánh XO không cô? Hả? Cô đánh XO không cô? XO là gì? Thôi 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 thôi, thôi. Nghe đi cho được rồi. Còn kết thúc lớp nữa là cô còn lớp đằng sau nữa. Ôi trời ơi. Cô rồi. Bảo mình nghe nốt cái câu số 8 này cho cô nha. Find dog thì nè. Cross narrow wooden bridges. Find dark caves behind tall waterfalls. We promise you'll find dark gì? Cave. Đúng rồi, find dark cave. Behind tall waterfall. Ok, behind tall waterfall. Rồi, và cái chữ cave này nó đang đọc có S rất là rõ cho nên là Khánh bỏ qua S là không được nha, được chưa? Rồi, ok. Đâu, có đâu thì họ đáp án sai, đáp án sai. Không, đáp án không sai, cô nghe đáp rất án sai ạ. Con chào cô ạ. Đáp án sai. Rồi chào nha, cô đi đây. Rồi cảm ơn rất nhiều. Chào Bye cô. bye.